Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ và Anh làm thịt Huawei của Trung Quốc. Ngay sau khi tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về các biện pháp hạn chế hoạt động của Huawei, tập đoàn công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, chính phủ của Anh đã chỉ đạo Trung tâm An ninh mạng quốc gia NCSC tái thẩm định vai trò của Huawei đối với việc xây dựng các cơ sở viễn thông ở nước này. Quyết định của chính phủ Anh được đưa ra trong lúc giới chức nước này muốn giảm sự can dự của tập đoàn Trung Quốc trong việc xây dựng mạng di động thế hệ mới 5G. Đây là hình ảnh thông tin về quyết định rà soát Huawei được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội vào hôm 24 tháng 5 năm 2020. Phát ngôn viên của NCSC đã nói như sau: "An ninh và khả năng phục hồi của các hệ thống mạng của chúng ta là điều tối quan trọng." Phóng viên an ninh Crondon đã nhận định như sau: "Tuy việc rà soát tới đây sẽ chỉ dựa trên các cân nhắc về mặt kỹ thuật liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng nó có thể sẽ đem đến cho chính phủ Anh một lối đi khác với quyết định trước đó và loại bỏ Huawei hoặc áp thêm các hạn chế, dẫu cho Anh có thể sẽ phải trả giá kinh tế ở trong nước và đối diện với mối quan hệ căng thẳng hơn nữa với Bắc Kinh." Sau tuyên bố của Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với tập đoàn Huawei của Trung Quốc, NCSC đang xem xét cẩn trọng về các vấn đề tác động nào mà họ có thể gây ra đối với các hệ thống mạng của Anh Quốc. Theo các lệnh trừng phạt, thì Huawei bị hạn chế trong việc sử dụng công nghệ và phần mềm của Mỹ để thiết kế đồ bán dẫn của mình. Bộ Thương mại Mỹ quan ngại rằng Huawei đã vi phạm các quy định vốn được đưa ra từ hồi năm ngoái. Theo đó, đòi hãng này phải xin giấy phép mới được xuất khẩu các sản phẩm của Mỹ. Bộ này nói Huawei có thể đã né quy định trên bằng cách dùng linh kiện bán dẫn của Mỹ để sản xuất thiết bị tại nhà máy đặt ở các quốc gia khác. Phản ứng về việc Anh chuẩn bị tiến hành rà soát, Phó Chủ tịch Huawei Victor Tsang nói như sau: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là tiếp tục triển khai một mạng 5G đáng tin cậy và an toàn trên toàn nước Anh." Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch của Huawei Victor Tsang: "Chúng tôi rất vui lòng thảo luận với NCSC về bất kỳ quan ngại nào mà họ có và hy vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác thân thiết mà chúng ta đã có trong 10 năm qua." Trong tháng 3 và tháng 4 đã có sự phản ứng chống đối ngay trong nội bộ của đảng bảo thủ của ông Boris Johnson với việc một nhóm các dân biểu bảo thủ kêu gọi xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc. Nhóm này đã gửi thư cho ông Thủ tướng chỉ một ngày trước khi ông phải nhập viện để điều trị viêm phổi Vũ Hán. Đáp lại, Huawei viết thư ngỏ gửi chính phủ Anh thúc giục nước này chớ gián đoạn sự tham gia của Huawei trong việc triển khai mạng 5G. Từ trước đến nay, Huawei luôn bác bỏ việc họ giúp chính phủ Trung Quốc tấn công khách hàng của họ. Người sáng lập của hãng nói ông thà đóng cửa công ty còn hơn là hỗ trợ cho bất kỳ hoạt động gián điệp nào. Cũng vào hồi tháng Giêng, sau một cuộc tranh luận dai dẳng và gay gắt, chính phủ Anh đã phê chuẩn việc để Huawei tham gia với vai trò hạn chế trong việc xây dựng các mạng 5G mới của Anh. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Anh Boris Johnson, khi đó là Ngoại trưởng Anh tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 năm 2017. Hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc bị cấm cung ứng các linh kiện cho các bộ phận nhạy cảm của mạng, còn được gọi là phần cốt lõi. Đồng thời, hãng chỉ được phép cung ứng 35% linh kiện cho các thiết bị ngoại vi của mạng, trong đó bao gồm các cột vô tuyến điện. Mỹ từ lâu đã cảnh báo các đồng minh rằng Huawei là mối đe dọa an ninh, có thể cho phép gián điệp Trung Quốc xâm nhập các hệ thống an ninh của từng quốc gia. Vì vậy, quyết định của Thủ tướng Johnson đã làm phật lòng Tổng thống Donald Trump, gây ảnh hưởng tiêu cực cho hệ thống đồng minh trong bối cảnh Anh đang tìm kiếm một hiệp định thương mại với Mỹ sau khi Anh rời khỏi châu Âu. Nguồn tin từ báo Financial Times cho biết, hồi tháng 2, ông Johnson đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải thích việc ký hợp đồng với Huawei. Ông Trump đã nổi giận, đập điện thoại xuống bàn. Và không chỉ gây bất hòa trong quan hệ giữa Mỹ và Anh, sự lựa chọn nghiêng về Huawei của Thủ tướng Johnson cũng đã khiến chính trường Anh trở nên sóng gió. Các nghị sĩ đảng bảo thủ phản đối giận dữ khi ông Johnson trao cho Huawei vai trò đáng kể trong dự án phát triển hạ tầng 5G tại vương quốc này. Theo nguồn tin của báo Guardian, khẳng định của ông Johnson buộc phải xem xét lại thỏa thuận với Huawei do lo ngại Hạ viện sẽ bỏ phiếu chống. Đây là hình ảnh nghị sĩ Anh Tom, người có thái độ cứng rắn với Trung Quốc.
ước tính có tới 50 nghị sĩ đảng bảo thủ sẵn sàng nổi loạn. Làn sóng phản đối đã lan rộng trong nội bộ của đảng bảo thủ từ tháng 3. Làn sóng phản đối của các nghị sĩ đảng bảo thủ càng tăng cao khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát và chưa thể kiểm soát ở Anh Quốc, buộc Thủ tướng Anh phải xem xét lại thỏa thuận với Huawei. Theo tạp chí Business Insider, vào tháng trước, một số đảng viên của đảng bảo thủ có ảnh hưởng đã thành lập một nhóm có tên Nhóm Nghiên cứu Trung Quốc để gây sức ép buộc ông Johnson xem xét lại thỏa thuận với Huawei. Nhóm này là do nghị sĩ Tom Cotes, một người chỉ trích Trung Quốc trong vụ viêm phổi Vũ Hán, dẫn đầu. Ông Tuchet hiện đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh và từng cáo buộc Trung Quốc làm giả số liệu trong khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán. Ông đã nói như sau: việc che giấu thông tin lâu dài của Bắc Kinh đóng góp vào khủng hoảng đang diễn ra. Đảng Cộng sản đang dùng hình ảnh và tình hình khẩn cấp hiện nay để xây dựng ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh rằng nhóm có tên là China Red Group không phải là nhằm chống Trung Quốc, mà là mục tiêu của nhóm là kêu gọi cần phải hiểu rõ hơn tham vọng kinh tế và vai trò toàn cầu của Trung Quốc sau khi khủng hoảng virus corona kết thúc. Theo đó, nhóm này sẽ khảo sát cơ hội để giao thiệp với Trung Quốc và tìm hiểu mục tiêu kinh tế của họ. Nhóm cũng sẽ tìm hiểu hậu quả của công nghệ mới 5G, nhân tranh cãi về Huawei, đồng thời sẽ khảo sát chính sách ngoại giao của Trung Quốc với các vùng nghèo hơn trên thế giới. Chuyên gia Dean Gosson đến từ tổ chức Policy Action cho rằng các nhánh khác nhau trong đảng bảo thủ đã đang tìm tới nhau để đòi cứng rắn hơn với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mừng Tết Trung Hoa vào hồi tháng Giêng vừa qua. Ông nói các nhánh này gồm nghị sĩ thân Mỹ sợ thỏa thuận thương mại Anh Mỹ bị đe dọa nếu Anh không thù hằn với Trung Quốc bằng Tổng thống Donald Trump. Các nghị sĩ quan tâm vấn đề nhân quyền của người Hồi giáo, Uyghur và những người lo Trung Quốc thách thức trật tự thế giới. Các nghị sĩ ở miền Bắc, nước Anh lo lắng rằng nhà máy vùng này bị Trung Quốc đe dọa. Một số nghị sĩ muốn Thủ tướng Anh Boris Johnson từ bỏ hoặc giảm bớt kế hoạch cho phép Huawei tham gia mạng 5G ở Anh Quốc. Một số lại muốn có phản ứng mạnh hơn vì Hồng Kông. Nhưng Thủ tướng Boris Johnson của đảng bảo thủ ủng hộ giao thiệp với Trung Quốc. Khi còn là thị trưởng London, ông ủng hộ Thủ tướng David Cameron trong việc muốn tạo ra thời đại vàng son trong quan hệ giữa Anh và Trung Quốc. Và khi làm ngoại trưởng, ông luôn nói rằng với các vị khách Trung Hoa là con gái ông cũng đang học tiếng Hoa. Trong phỏng vấn được Phoenix Television phát ở Hồng Kông hè năm ngoái, ông còn khẳng định tiếp như sau: chúng tôi rất thân Trung Quốc. Và giờ đây, gió đã đổi chiều. Tờ Telegraph mới đây đã đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn giảm vai trò của Huawei trong việc xây dựng mạng 5G tại nước này. Đây là hình ảnh đàm phán thương mại giữa Anh và Mỹ được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Theo tờ Telegraph, ông Johnson yêu cầu các quan chức lên kế hoạch giảm sự tham gia của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng của Anh về không vào năm 2023. Thủ tướng kỳ vọng việc giảm lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ là công cụ thúc đẩy đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Telegraph đưa tin ông Johnson hướng dẫn nhân viên trình kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung y tế quan trọng và các mặt hàng nhập khẩu chiến lược khác. Một nguồn tin của Telegraph đã tiết lộ ông Thủ tướng Anh Johnson vẫn muốn quan hệ với Trung Quốc, song thương vụ Huawei sẽ bị thu hẹp đáng kể. Các quan chức được chỉ thị vạch ra phương án giảm sự tham gia của Huawei trong mạng 5G nhanh nhất như có thể. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, Anh đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 2 tuần về thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, một trong những đối tác quan trọng bậc nhất thế giới của nước này. Đây là động thái được cho là đánh giá nỗ lực tìm đòn bẩy tạo lợi thế trong các cuộc thương lượng với châu Âu. Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận với Mỹ thì phải nhượng bộ một số vấn đề. Một trong những vấn đề khúc mắc là việc Anh phải chấp nhận các tiêu chuẩn môi trường và thực phẩm lỏng lẻo của Mỹ, cũng như mở cửa dịch vụ y tế quốc gia cho các công ty Mỹ. Đây chính là trở ngại mà chính phủ Anh luôn bác bỏ. Một câu chuyện khác cũng không kém phần căng thẳng, đó chính là vụ 5G và tập đoàn Huawei đến từ Trung Quốc. Thuế kỹ thuật số cũng là một vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước. Anh sẽ phải cân nhắc giữa các vấn đề để nhượng bộ Mỹ, bởi việc đạt được thỏa thuận với Mỹ sẽ có tác động lớn hơn với mức độ thương mại song phương hiện tại.
Nếu tính riêng từng quốc gia trong năm 2018, Mỹ đứng đầu danh sách các đối tác thương mại của Anh, với tổng lưu lượng thương mại là 190,5 tỷ bảng Anh, tương đương với 246,91 tỷ đô la. Nhiều người Anh cũng hy vọng thỏa thuận thương mại giữa Anh và Mỹ nếu thành hiện thực, có thể tái khẳng định và định nghĩa thương mại thế giới, đồng thời kết nối các trung tâm tài chính ưu việt toàn cầu ở London và New York. Nó cũng giúp gây áp lực lớn cho nhóm đàm phán châu Âu do ông Michel Barnier đứng đầu, vốn đang muốn Anh phải kéo dài thời gian chuyển tiếp Brexit. Theo các quan chức kỳ cựu ủng hộ Brexit như cựu Bộ trưởng Peterson, thỏa thuận thương mại song phương giữa Anh và Mỹ sẽ giúp đất nước Big Bang trở thành một cửa hàng một cửa. Đối với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thỏa thuận khác. Nhiều dấu hiệu cho thấy công ty Huawei của Trung Quốc sẽ trở thành con tốt thí để Anh đạt được thỏa thuận lịch sử với đồng minh chiến lược Mỹ bên kia bờ Đại Tây Dương. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ và Anh làm thịt Huawei của Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de